U60 học bơi tập 2. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Thầy Chiến Dạy Bơi nha. Đây là chị Lan ở buổi đầu tiên nè. Còn bây giờ là chị Lan ở buổi thứ 3 nha. Đây là buổi học thứ 3 của chị ấy. Ở buổi thứ 2 thì chưa có gì khác biệt cả, cũng chỉ là tập lại những cái động tác cũ ở buổi số 1 thôi. Nhưng mà cũng có tiến bộ lên một chút rồi. Còn đây là buổi thứ 3 của chị ấy nè. Thì chị ấy đã bơi được một đoạn dài rồi nha. Và lấy hơi cũng tương đối tốt rồi. Bơi được khoảng 10 mét rồi đó các bạn à. Các bạn quan sát, đấy, thấy chị tiến bộ hơn rồi đúng không? Ok, rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi xem coi là chị ấy đã học những cái bài tập như nào nha. Đầu tiên đó là mình cho chị ấy cái bài tập là đá chân quạt nghiêng đầu lấy hơi nha. Chỉ có đá chân thôi, chưa quạt tay đâu. Lát nữa mới là bài quạt tay nghiêng đầu lấy hơi. Nếu mà anh chị cũng cùng lứa tuổi này có nhu cầu học bơi cho có sức khỏe thì có thể tham khảo video này nha. Và nhớ đăng ký kênh của thầy Chiến và theo dõi quá trình học bơi của chị Lan U60 nha. Xem coi chị ấy học bơi qua từng buổi như thế nào để có thể bơi được nhẹ nhàng, bơi không mệt nha. Chúc các bạn xem video vui và nhớ để lại bình luận sau khi xem xong nha. Và nếu được hãy chia sẻ video này đến mọi người để mọi người cùng có thể học cùng nha. Thầy Chiến Dạy Bơi chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Chị ơi, thầy nhắc lại nè, đứng yên, nghe nè. Hồi nãy mình quạt tay như vậy là chưa đúng. Mình quạt tay như thế này nè, mình nhấc bàn tay nó lên cao là sai nha. Mình quạt tay ra, mình phải nhấc cùi chỏ lên cao, bàn tay ở dưới. Đúng rồi, rồi mình đặt ra thôi. Quạt lại nè. Rồi ok, làm lại coi. À rồi, rồi làm cái tay đi. Rồi, gần đúng. Ok, rồi được rồi, đủ rồi. Rồi chị ơi, rồi chị cầm phao chị bơi về đi. Bơi tay trái. Cầm tay phải, bơi bằng tay trái về. Ok, let's go. Đủ, tốt đấy. Rồi, tốt. Cái tay từ từ đứng sau, như vậy đã. Đúng rồi đấy chị, rất tốt, rồi lại tiếp tục thôi, cố gắng lên. Go. Yeah, rất giỏi, ok, cứ duy trì như vậy nhé. Cao lên, sai rồi. Nhấc cùi chỏ lên cao. Chưa đúng lắm. Chưa đúng luôn. Rồi chị. Thôi. Chưa đúng nha. Chị vẫn vậy nè, chị vẫn cao, bàn tay quá là sai. Ừ, cùi chỏ trên cao, bàn tay ở dưới. Dạ. Gần đúng. Rồi, ok, được rồi. Cầm thao bơi bên phải đi luôn. Rồi, let's go.
nhìn tay, chưa đúng. Rồi quạt ra đi, nhấc cao của nhỏ lên. Đúng rồi, chính xác. Chính xác, đúng rồi. Nhấc bàn tay lên khỏi mặt nước nào. Đừng có để nó quẹt vào nước như vậy, nhấc hẳn lên. Ừ, đúng rồi. Chính xác. Đó, hiểu chưa? Rồi, tay trái coi, tay trái coi. Làm tay trái mấy cái coi. Làm chậm cho nó đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, thấp hơi, bàn tay sát vào nước. Đúng rồi, cao cũng trở lên. Đúng rồi. Thì phải hiểu. Ừ, đúng rồi. Chính xác. Được chưa, được chưa? Hiểu chưa? Còn thẳng ra đằng sau luôn. Rồi, đúng, nhấc bàn tay thấp thôi. Tay phải đi, tay phải. Đúng rồi. Chính xác đấy. Rồi, bơi ra ngoài đi chị. Bơi tay phải. Xa nhất có thể nha. Cố gắng nha, rồi đi. Chân ok, đầu ok, tay đúng luôn. Rất tốt. Ừ, gần đúng. Trở hơi thấp. Rất là tốt đấy, tiếp tục nhanh đấy. Yeah, good, good. Giỏi. Giỏi, bơi được xa rồi đấy. Rồi bơi tay trái vô. Rồi từ từ quen, rồi vô luôn. Làm nhiều thế sẽ thành thói quen. Giỏi. Trái là bên phòng quạt cho nên là nó khó. Rồi đứng lấy hơi rồi đi tay trái tiếp, vô luôn.